30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 kiện chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác. Đó, mình tu trần ai là bước trần ai mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết. Cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua, ông cũng còn tham sân si, ông cũng còn tu thông thường. Cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp. Câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt chứ âm phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm. Nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt con chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính văn của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi. Giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ. Đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa. Đó. 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 Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân. Đúng rồi. Bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng. Cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma. Như bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy, thì cơ hội đó ma vương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo rào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật.
bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma, đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Còn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi, nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn, mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đục hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh, phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng là chớ hiếm kẻ tường thông lý, dằm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra, réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mê đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay. Đó. Mê làm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp, thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy, cái nghe, cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó, thành Phật liền, khỏi tụng, khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha, dưỡng mẹ cho trọt, đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo, tâm khai sáng, có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng, có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật, phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5, cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe, làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó, hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng, nhờ ông Nam giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức, duyên theo cảnh ở bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức đó, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết, cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè, vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này,
Thượng Đế cũng cái này luôn, ai nhận được cái này thì thành Phật chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tu thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn, nó tưởng quấy tệ đó tôi không theo, rồi nó làm gì tôi rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trọng chạy theo tà dại, mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chữ lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cái bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Hành ra chấp cái đài gương ngụy kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì, mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo được, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay, mặt trăng ở hướng tây đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy, để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín á là gian thù, nín là ghi ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh. Làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu, mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm thinh, biết ông mà duy ma cật, thấy không?
Ông Di Ma Cật làm thinh, ông Văn Thù nói cái người đang biết Văn Thù đang biết Di Cật là ông Phật của mình, dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong thế 30 năm kính thưa quý vị đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à, nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, cất 72 chuyện chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó, mình tu trần ai là bước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt chứ âm phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số mới dắt ông xuống nữa. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt con chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt dắt ông xuống, thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt khổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2: ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma. Như bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy, thì cơ hội đó ma vương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng,
tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng, phi tướng tất kiến như là. Cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đục hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền. Thì ông này cũng hỏi cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh, phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ. Kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Vì vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng đó là chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàn dòm trước mắt thấy đời hồ nghị nên động lòng bác ái dạy ra, réo những ai lợi dụng làm sằng nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mê đen của bích rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay đó. Mê làm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành không tốt của không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho trọn. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Tới câu tiếp theo, tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh. Cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức cả, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái theo giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết. Cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết.
cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường chưa? câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi. Cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tôi là như vậy. Dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng. Dứt cái tà dại là mình theo vọng tưởng, chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại. Nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chữ lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị Bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xứ nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Hành ra chấp cái đài gương ngụy kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn giùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay, mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được nó. Thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là văn thù, nín là di ma tật, còn nói là văn thù đó. Ông văn thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả, ông thấy không?
cái lặn trăng sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu, mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông Văn Thù làm thinh, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm thinh, ông Văn Thù nói cái người đang biết Văn Thù đang biết Di Cật là ông Phật của mình, dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong thế tu 30 năm. Kính thưa quý vị đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si, mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo, mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à, nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, khất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó, mình tu trần ai là bước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả, nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống nha. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt con chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2, ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân, đúng rồi. Bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma, như bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy, thì cơ hội đó
ma vô nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Ờ, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cái chỗ đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp mà cái kêu đục hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Vì vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàn dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra, réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay. Đó. Mê lầm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành không, tốt cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Tới câu tiếp theo, tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nha. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức cả, là bị cái đó đó. Giảng hay hay rồi người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn.
rồi chết cả đám. Bây giờ sống nghe cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình, nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy đang biết mà, vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường chưa. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trọng chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chữ lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xứ nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Hành ra chấp cái đài, ngương ngụy kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn giùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay mặt trăng ở hướng tây đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín á là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó.
ông Văn Thù nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông Diêm cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm tin, làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không, cái lặng tràn sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông Văn Thù làm tin, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không, ông Di Ma Cật làm tin, ông Văn Thù nói cái người đang biết Văn Thù đang biết Di Cật là ông Phật của mình, dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong thế tu 30 năm. Kính thưa quý vị đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật bánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường sau ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì thân còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu ông nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó, mình tu trần ai làm phước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả, nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp. Câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Sao? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó, thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, người sai về bắt rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số mới dắt ông xuống nha. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt con chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt dắt ông xuống, thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Lực nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giùm. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân, bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngũ ấm ma, như bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a.
nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, tôi chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy, đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đục hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chừng phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài độc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông ngữ lý. Dàm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bắt ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mệt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay. Đó. Mê lầm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc, không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt chánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật. Cái thấy, cái nghe, cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền. Khỏi tụng, khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết. Tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Ờ, đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng nói là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh vạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nha. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh. Cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó.
móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết chứ không nào dễ sức cả, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống nghe cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường chưa? câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngăn trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi, rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trọng chạy theo tà dại, mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chừng lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn ông Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Thành ra chấp cái đài ngưng nguyện kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô dứt vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì, mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm? Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy, để hiển thị cái không nói được.
cho nên nó nín á là gian thù, nín là ghi ma cật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời đó để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông ghi ma cật ông đâu còn chỗ đó được, ông làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không, cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm thinh, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm thinh, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù, đang biết Di Cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế cũng 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật bánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, khất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu ông nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó, mình tu trần ngay là phước trần ngay, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả, nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp. Câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Chào. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó, thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi à, có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số à, mới dắt ông xuống nha. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt có chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt à, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói à, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. À, luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi. Giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ. Đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa. Đó. 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 Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giùm. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền á ép cái thân đúng rồi. Bắt buộc nó ngồi lâu quá
rồi nhìn nó có những cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngũ ấm ma, kêu bằng sắc thọ tưởng hành thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma, đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, tôi chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi à. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy, đến đây là kết thúc. Rồi, đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đục hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi kinh phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài độc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông ngữ lý. Dàm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mê đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay. Đó. Mê lầm rồi giải trật, nói trật với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc, không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp, thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật. Cái thấy, cái nghe, cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó, thành Phật liền. Khỏi tụng, khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho trọn. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh vạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nha. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải dùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức,
duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức cho là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái theo ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống nghe cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình, nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trọng chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chân lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần thất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Hành ra chấp cái đài gương nguyện kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo được, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm? Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là
có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết, chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy, để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín á là gian thù, nín là ghi ma tật, còn nói là gian thù. Đó, ông gian thù cũng nói hết lời rồi, thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh. Làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu, mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm thinh, biết ông mà duy ma cật, thấy không? Ông duy ma cật làm thinh, ông gian thù nói, cái người đang biết gian thù, đang biết duy cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế tu 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề, tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi, mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bưởng đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật bánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu ông nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác. Đó, mình tu trần ngay là bước trần ngay, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết. Cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua, ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường. Cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp, câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó, thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm. Nếu bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống nha. Khi bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lăng sĩ kỳ đó, đó hai cái đó chặt con chút thôi, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Sima thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2, ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó,
chú xuống mà nhờ mà có màu hồng đỏ nhờ chú giải giùm. Đăng điền, đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền á, ép cái thân, bắt buộc nó ngồi lâu quá, rồi nhìn nó có những cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma, kêu bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi. Rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa. Là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo à, tôi chứng đạo đạo à, tôi thành Phật rồi à. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy, đến đây là kết thúc. Rồi, đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng cửu quyền. Nhà chú giải dùm cái chỗ đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ niệm đạt. À, chúng pháp môn vô lượng thệ niệm học. Phật đạo vô thượng thệ niệm thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho cửu quyền. Thì ông này cũng hỏi cũng phải. Phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh. Phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh. Mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến cửu quyền. Còn mình đạo đức thầy tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là cửu quyền thức tổ kế đó, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia, bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài độc tụng đó là chớ hiếm kẻ tường thông lý, dằm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị nên động lòng bắt ái dạy ra, réo những ai lợi dụng làm sằng nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mê đen của bích rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay đó, mê làm rồi giải chặt nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành không tốt cũng không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy mở con mắt cánh kiến ra tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy, câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh vạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài cái biết bị nhiễm tài nghe, làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì
cho nó lặng đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng, nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết chứ không nào dễ sức đó, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái theo ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn rồi chết cả đám. Bây giờ sống nghe cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bại mình tu kém quá đi, mình không tự chịu được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi. Cho nên nó lôi tôi đi hoài, thì tôi là như vậy. Dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trong chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chân lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đài. Thành ra chấp cái đài gương nguyện kiến đồ cũng trật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu,
À, bây giờ tôi lấy ngón tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được nó, thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín đó là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm tin, biết ông mà di ma cật, thấy không? Ông di ma cật làm tin, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù đang biết di cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế cũng 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo, mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật bánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không? Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ngay là phước trần ngay, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt sư âm phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông trước nữa. Khi bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó hai cái đó chặt con chút đó, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Si Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt khổ kim chẳng lọt một ai. Rồi. Giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó,
Rồi giờ mình ngồi thiền 12 giờ chưa? Đó. 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 Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ nhờ chú giải giùm. Đăng điền, đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền á ép cái thân. Bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma kêu bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo hay tôi là sáng suốt hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện rõ, tôi biết rõ, cái biết rõ là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạt đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng cửu quyền. Nhà chú giải dùm cái chỗ đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ niệm đạt. Chúng pháp môn vô lượng thệ niệm học. Phật đạo vô thượng thệ niệm thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho cửu quyền. Thì ông này cũng nói cũng phải. Phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh. Mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến cửu quyền. Còn mình đạo đức thầy tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là cửu quyền thức tổ kế đó, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia, vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài độc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông lý, dằm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra, réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mình nào có khác mây đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay đó. Mê làm rồi giải tật, nói tật với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy mở cái bắt cánh kiến ra tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho trọn. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng nói là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh vạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm
tài tài cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng, nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết chứ không nào dễ sức đó, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết. Cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. Câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tôi là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo vọng tưởng, chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chân lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị Bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nâng cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đài. Thành ra chấp cái đài ngưng nguyện kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thành tú tu trần ai, không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý, nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm. Thật ra thì cái pháp
không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu à, bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành thật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành thật được nó, thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín á là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù ông nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông di ma tật ông đâu còn chỗ đó được, ông làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không, cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm tin, biết ông mà di ma tật, thấy không, ông di ma tật làm tin, ông gian thù nói, cái người đang biết gian thù đang biết di ma tật là ông Phật của mình, dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong thế cũng 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bưởng đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si, mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo, mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không à. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế à, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu ông nuôi hết, mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ai làm phước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì Nhân Quả? Kinh Nhân Quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Trong cái Kinh Nhân Quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt chứ âm phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, người sai về bắt rồi bắt lầm, nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số mới dắt ông trước nữa. Khi bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó hai cái đó chặt con chút thôi, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt dắt ông xuống, thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh Nhân Quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính văn của Phật nói do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Sima thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Lực nhân quả thật là cao diệu, chút khổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2: Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa
cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ chưa? Đó. 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 Chủ xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền, đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân. Bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng. Cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma. Chứ bằng sắc thọ tưởng hành thức mỗi một cái là 10 không a. Nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất nhiên là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Còn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng cửu quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ nguyện đạt. À, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho cửu quyền thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến cửu quyền. Còn mình đạo đức thầy tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là cửu quyền thức tổ kế đó, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng đó là chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàn dòm trước mắt thấy đời hồ nghị nên động lòng bác ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mây đen của bích rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay. Đó. Mê làm rồi giải tật, nói tật với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành không tốt cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy mở con mắt cánh kiến ra tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho trọn. À, đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo, tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, kiến tánh thành Phật.
Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng? Niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh ở bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết chứ không nào dễ sức đó, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết. Cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tôi là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo vọng tưởng, chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chân lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị Bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẻ để cho nó được cái nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Nó chấp cái đài gương người kiến đồ cũng chặt luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm trần ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thuyết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thuyết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý
nhờ ông Năm chỉ dẫn vô. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. À, bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành thật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành thật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cũng đâu còn chỗ đó được, ông làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm tin, biết ông mà di ma cật, thấy không? Ông di ma cật làm tin, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù đang biết di cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế cũng 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể. Bao nhiêu người tu cũng nuôi hết, mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ai làm phước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Sao? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt chứ ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm. Nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông trước nữa. Khi bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó nó chặt có chút chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt. Dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính văn của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi.
Dạ, tiếp câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma kêu bằng sắc thọ tưởng hành thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo hay tôi là sáng suốt hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo rào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất nhiên như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma, đi đi tôi không cần anh nữa, là nó mất. Còn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạt đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhờ chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu động hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt. À, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi kinh phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng đó là chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mệt. Nào có khác mây đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay đó. Mê lầm rồi giải tật, nói tật với nhau, rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt chánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật. Cái thấy, cái nghe, cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền. Khỏi tụng, khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết. Tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Ờ, đây là đúng chánh pháp rồi đó. Đấy là câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm thanh vạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng,
không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo chiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh ở bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức cho là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô đeo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết. Cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. Câu câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chịu được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tôi là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo vọng tưởng, chạy theo tà dại. Mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết cô này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chừng lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử ná chẳng ai. Nâng cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đài. Nó chấp cái đài gương người kiến đồ cũng trật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý,
Hỏi là có phải ông Năm thuyết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm? Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. À, bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành Phật. Thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành Phật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được. Cho nên nó nín á là văn thù, nín là di ma tật, còn nói là văn thù. Đó, ông văn thù ông nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh. Làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng tràng sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông văn thù làm thinh. Biết ông mà di ma cật, thấy không? Ông di ma cật làm thinh, ông văn thù nói cái người đang biết văn thù, đang biết di cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi. Khó khăn gì đâu. Rồi xong. Thế 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bưởng đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 chuyển chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể. Bao nhiêu người tu cũng nuôi hết, mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ai là bước trần ai mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1, kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Sao? Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh nhân quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh nhân quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh nhân quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó. Người sai về bắt rồi bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống nữa. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt có chút chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt. Dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh nhân quả. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính văn của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả.
tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. À, lực nhân quả thật là cao diệu, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Rồi. Giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ. Đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa. Đó. Đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân. Bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng. Cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma. Chứ bằng sắc thọ tưởng hình thức mỗi một cái là 10 không a. Nó hiện ra đủ cảnh hết. À, nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là pháp huệ vậy á, thì cơ hội đó ma dương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo rào được tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. À, trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. À, Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. À, nhược kiến chư tướng phi tướng, tất nhiên như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Còn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy, đến đây kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cho đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ niệm độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó. Phiền não vô số thệ niệm đạt. À, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền. Thì ông này cũng nói cũng phải. Phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy tứ ân là căn bản. Ờ, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ kế đó, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng hóa la, chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàn dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bắt ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mây đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ dậy ngay. Đó. Mê lầm rồi giải trật, nói trật với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Ờ, đây là đúng chánh pháp rồi đó. Tới câu tiếp theo, tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng nói là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông,
tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo chiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức, duyên theo cảnh ở bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không nào dễ sức đó, là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô leo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. Câu câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Đi một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tôi là như vậy. Dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trong chạy theo tà dại, mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chữ lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn ông Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đài, thành ra chấp cái đài gương nguyện kiến đồ cũng trật luôn. Bổn lai vô dứt vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì, mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8.
có phải ông Năm thuyết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thuyết giảng pháp không lời mà ngỏ ý tỏ ý nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm? Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. À, bây giờ tôi lấy con tay ở mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành thật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành thật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là gian thù, nín là ghi ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù ông nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả, là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm tin, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm tin, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù, đang biết Di Cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế cũng 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bữa đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo. Mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng, độ chúng, cất 72 chuyện chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác đó. Mình tu trần ai là bước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết, cho nên còn tham sân si. Còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường, cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả. Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì nhân quả? Kinh Nhân Quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Trong cái Kinh Nhân Quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm. Nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống nữa. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt có chút chỉ kỳ thôi. Mấy ông quỷ vô thường bắt chặt, dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển Kinh Nhân Quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính răng của Phật nói,
do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Chi Ma thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Luật nhân quả thật là cao diệu, suốt khổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2. Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân, bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma kêu bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo hay tôi là sáng suốt hay tôi là pháp huệ vậy, thì cơ hội đó ma vương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tất nhiên như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma. Đi đi, tôi không cần anh nữa, là nó mất. Còn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi. Nó dắt mình đi vô, chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây là kết thúc. Rồi đến câu số 3. Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cái chỗ đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó, phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng là chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dàm dòm trước mắt thấy đời hồ nghị, nên động lòng bác ái dạy ra. Réo những ai lợi dụng làm sằng, nên suy sụp chân nhân mà mệt. Nào có khác mây đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay đó. Mê làm rồi giải chặt, nói chặt với nhau rồi rủ với nhau tu một cái đường lành, không có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật. Cái thấy, cái nghe, cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền. Khỏi tụng, khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Tới câu tiếp theo. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng nói là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật.
cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của Thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo, chiến tánh thành Phật. Và câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nghe. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không còn dễ sức là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái thấy ông giảng viên tiền quá nhảy vô leo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết nè. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chịu được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết. Tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi. Rủ đi nhậu tôi không đi, rồi ai làm gì tôi, tại tôi đi. Cho nên nó lôi tôi đi hoài, thì tôi là như vậy. Dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trong chạy theo tà dại, mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài, là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chữ lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã chẳng ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật xứ nhã chẳng ai. Nhân cái hai bài thi này mình thấy trình độ mỗi người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cây bồ đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẹn để cho nó được có nhiễm tật. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn ông Thần Tú trật trời. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đài. Thành ra chấp cái đài gương ngụy kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô dứt vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì,
mà nó đã không nhật gì thì đâu có nhiễm tầng ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu, chỗ dễ ợt mà không biết tu khó trần ai, thành tu tu trần ai không lắc đạo thì tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8, có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý, hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý tỏ ý nhờ ông Năm chỉ dẫn vô? Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay, mặt trăng ở hướng tây đó đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng, thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành thật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành thật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là gian thù, nín là ghi ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù ổng nói hết lời rồi thì ổng hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ổng đâu còn chỗ đó được, ổng làm tin là hiển thị cái làm tin của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm tin, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm tin, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù, đang biết Di Cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế